mình á, cái mục đích thực hiện cái video này là thứ nhất muốn gửi cái lời xin lỗi chân thành tới bạn Trần Minh Trí ở Vĩnh Thạnh, Cần Thơ. Thì mình đã sử dụng cái tư liệu ảnh mà vô tình không biết là tác quyền của bạn. Thì hôm nay cũng rất là vui mừng khi mà được bạn Trí chấp nhận và cho sử dụng những cái hình ảnh đó. Thì cũng gửi lời cảm ơn chân thành tới bạn Trần Minh Trí ở Vĩnh Thạnh, Cần Thơ. Đó, thì cũng nhờ bạn thì thông qua những cái video thì mình tiếp tục sẽ thực hiện những cái video về giới thiệu quê hương, hình ảnh quê hương, cũng như là những cái làm cầu nối để cho các mạnh thường quân và nhà hảo tâm để giúp đỡ những cái hoàn cảnh khó khăn đó các bạn. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay Thượng Nguyễn Cơ Năng Giang ngày nay xin hội ngộ với quý vị và các bạn cái video clip này với cái mục đích đó, đầu tiên là mình xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn, các cô, các chú, các bác ở hải ngoại cũng như là các bạn bè gần xa ở trong nước. Trong cái thời gian qua đã đồng hành cũng như là ủng hộ cái kênh An Giang ngày nay của mình. Đó, thì mình cũng nhân cái cơ hội này để mà tâm sự, tâm tình với các bạn một số cái vấn đề mà mình thấy là cần thiết để mà nói lên cho quý cô chú cũng như là các bạn biết. Thì trong cái thời gian qua đó thì cái kênh An Giang ngày nay với cái mục đích đó là giới thiệu những cái hình ảnh của quê hương An Giang, những cái điểm du lịch nè, văn hóa, đời sống, ở những cái món ăn. Thì thông qua đó đó mình có lòng ghép vào những cái video về từ thiện, có nghĩa là những mình nêu lên những cái mảnh đời bất hạnh cũng như là những cái hoàn cảnh khó khăn đó các bạn. Thì rất là vui mừng cũng được sự đón nhận của các bạn cũng như là các mạnh thường quân ở trong và ngoài nước ủng hộ. Đó, thì trong cái quá trình mà thực hiện á thì mình cũng đã sử dụng một vài cái tư liệu để mà làm cho cái video được hoàn chỉnh hơn và sắc nét hơn. Tuy nhiên á là mình muốn trao đổi thêm với quý vị và các bạn, và đặc biệt á là gửi cái lời xin lỗi chân tình đến bạn Trần Minh Trí ở Vĩnh Thạnh, Cần Thơ. Đó, thì trong cái quá trình mà mình thực hiện á thì mình có sử dụng một số cái hình ảnh của bạn Trí để mà trang trí cũng như là thu hút cho cái video của mình. Đó, thì mình cũng vô tình không biết là những cái hình ảnh đó của bạn Trí. Tuy nhiên là nhờ cái sự nhắc nhở của bạn Trí mà mình đã biết được những cái hình ảnh đó của bạn ấy. Và hôm nay á cũng nhân cái cơ hội này tâm tình với quý vị cũng như là gửi những hình ảnh này đến bạn Trí để gửi một cái lời xin lỗi chân tình đến bạn. Thì mình đã sử dụng những cái hình ảnh đó, thì sau đó đó mình có liên lạc với bạn Trí và trao đổi. Thì bạn Trí cũng đã rất là vui vẻ và thông cảm cho cái
những cái video của mình. Đó. Thì hôm nay thì thông qua cái video clip này cũng gửi cái lời cảm ơn rất là chân tình đến bạn Chí đã hỗ trợ cũng như là ủng hộ mình tiếp tục thực hiện những cái video về giới thiệu phong cảnh cũng như là những cái video từ thiện cho cái kênh của mình. Đó, thì hôm nay rất là vui mừng khi thông báo với các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm đó là mình vẫn tiếp tục thực hiện làm cầu nối giữa những cái mạnh thường quân và những cái mảnh đời bất hạnh để mà giúp đỡ họ vượt qua những cái khó khăn trong cuộc sống đó các bạn. Đó thì những cái lời tâm sự của mình hôm nay đó, thì gửi đến bạn Chí và mong bạn cũng ủng hộ mình tiếp tục để mà cho cái việc mà thực hiện những cái video được hoàn thiện hơn. Đó thì mình hôm nay á, thì cũng là cái lời tâm sự với các bạn. Đó thì cái kênh An Giang ngày nay á, mình thực hiện trong suốt thời gian qua đó thì cũng rất là vui mừng. Thì coi như là hôm nay á, cũng làm một cái cuộc trao đổi nhỏ với các bạn xem kênh, các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm. Đó thì mình cũng xin phép nêu lên một số những cái mạnh thường quân đã giúp đỡ cũng như là ủng hộ thông qua cái kênh An Giang ngày nay, đã cung cấp những cái hình ảnh cũng như là những cái tư liệu để mà cho quý vị thấy được, nắm bắt được những cái tình hình của quê nhà. Và thông qua những cái hình ảnh đó chúng tôi lồng ghép vào những cái video về từ thiện. Đó thì cũng rất là vui mừng khi được sự ủng hộ của các bạn cũng như là các mạnh thường quân ở khắp nơi. Đó thì mình cũng xin gửi cái lời cảm ơn tới cái bạn Minh Thừa ở Canada đó các bạn. Đó thì bạn Minh Thừa cũng xem cái video của mình và gửi một ít cái tình tại về để mà giúp đỡ cho những cái mảnh đời khó khăn, bệnh tật là em Quỳnh Như đó các bạn. Đó, em Quỳnh Như ở Châu Thành. Đó thì cũng gửi cái lời cảm ơn tới bạn Minh Thừa. Thưa quý vị và các bạn, thì mình sẽ gửi cái tình tài của anh Minh Thừa cho cô để mà cô chăm sóc cho cháu đó, cho em Như đó quý vị. Đó thì cũng xin cô nói một vài lời với anh Minh Thừa ở Canada đó. Thì tôi cũng xin thay mặt anh Thừa ở Canada. Dạ. Cũng có ủng hộ cho tôi là tiền. Dạ. Để chăm sóc cho con tôi. Dạ, chăm sóc cho em Như ha. Vậy tôi cũng xin cảm ơn anh Thừa. Dạ. Rất là cảm ơn nhiều. Dạ. Ở xa mà có cái tấm lòng hảo tâm mà với hai nữa vợ chồng của chú. Dạ. Cũng tới đây mà thật ra là đi trên con đường cũng rất là rất là cực. Dạ. Là con đường cũng rất là khó đi. Dạ dạ. Thì tôi cũng cảm ơn vợ chồng của chú. Dạ. Đó thì ở Mỹ á, thì có anh Phi Nguyễn. Anh Phi Nguyễn á, thì mình cũng nói sơ qua cái việc mình gặp anh rất là tình cờ đó các bạn. Có nghĩa là anh em cũng làm YouTube ở trên mạng, nhưng mà vô tình anh em hợp ý với nhau. Đó thì vào một dịp đó, anh Phi Nguyễn có dịp về Việt Nam. Đó thì anh Phi Nguyễn liên lạc với mình để mà anh em gặp nhau. Mặc dù là anh em chưa gặp mặt lần nào, thì anh em gặp nhau thì rất là vui mừng. Thì anh cũng đề nghị mình là đưa anh tới gặp những cái trường hợp mà khó khăn thông qua những cái video của mình. Thì mình có đưa anh tới nhà của cháu Xuân ở Tân Châu để mà giúp đỡ cháu vượt qua cái bệnh tật cũng như là những cái khó khăn về kinh tế để mà tiếp tục cái việc học của các bạn. Đó thì cũng gửi lời cảm ơn tới anh Phi Nguyễn
thì mình cũng đưa ra một số trường hợp để các bạn thấy được là những cái việc làm, những cái video của mình là hữu ích đó các bạn. Thì cũng gửi lời cảm ơn tới bạn Ngọc, bạn Hình Như Ngọc đó các bạn, bạn Ngọc ở Thị Sĩ các bạn. Thì bạn Ngọc cũng đã có xem cái kênh của mình và rất là ủng hộ bằng cách đó là gửi những cái tịnh tài về để mà giúp đỡ những cái hoàn cảnh khó khăn đó. Thì mình cũng nhận những cái tịnh tài đó và chuyển tới những cái nơi mà cần đến đó. Thì cũng gửi lời cảm ơn tới bạn Như Ngọc ở Thụy Sĩ đó các bạn. Dạ. Hôm nay là mình tới thăm cô Hòa đó, thì cũng sẵn cái dịp này thì có một cái người bạn ở Thụy Sĩ đó các bạn, là bạn Hình Thị Như Ngọc, cũng qua cái Facebook của chị Trang đó, chị Nam Trang đó, thì Như Ngọc cũng có thấy được cái hình ảnh của cô và cảm động và gửi những cái phần tịnh tài với lại là 50 kg gạo cho gia đình cũng như là cho thầy để mà thầy chăm sóc cho cô đó các bạn. Đó thì mình cũng đại diện cho bạn Ngọc đó, thì gửi cái số tịnh tài là 2 triệu đồng cho thầy để mà chăm sóc cho cô. Đó thì còn ở trong nước đó thì có chị Phi Oanh cũng đã xem video và ủng hộ mình rất là nhiệt tình trong cái việc mà làm cái cầu nối giữa những cái mạnh thường quân và những cái hoàn cảnh khó khăn đó các bạn. Cũng gửi lời cảm ơn tới chị Phi Oanh và anh Sáu, Sáu ở Canada nữa. Anh Sáu cũng đã xem cái video mình và rất là nhiệt tình trong cái việc mà ủng hộ cháu Xuân, giúp đỡ cháu Xuân đó các bạn. Gửi lời cảm ơn tới anh Sáu. Còn một chị nữa, đó là chị Quỳnh Châu đó các bạn. Chị Quỳnh Châu đó, thì chị Quỳnh Châu cũng mặc dù cái hoàn cảnh cũng kinh tế cũng rất là khó khăn, tuy nhiên là chị Quỳnh Châu rất là nhiệt tình trong cái việc mà làm từ thiện đó. Thì chị Quỳnh Châu cũng thường xuyên giúp đỡ, gửi những cái tịnh tài về để mà làm cho, giúp cho những cái hoàn cảnh khó khăn thông qua những cái video từ thiện của kênh An Giang ngày nay đó các bạn. Kính thưa quý vị và các bạn, các mạnh thường quân, thì hôm nay mình đại diện cho kênh An Giang ngày nay nhận cái số tịnh tài của cô C, một cái mạnh thường quân ẩn danh đó các bạn. Đó thì đến để mà trao cái tịnh tài cho cháu Thảo là 800.000 đó, thì mình xin trao cho cháu để mà cháu trang trải trong cái cuộc sống cũng như là cái công việc đi học hàng ngày của cháu đó. Khi mà được tất cả các cái mạnh thường quân, các cái nhà hảo tâm đã xem và ủng hộ mình những cái video từ thiện thông qua những cái hình ảnh quê hương mình cập nhật hàng ngày đó các bạn. Đó thì mình á, cái mục đích thực hiện cái video này là thứ nhất muốn gửi cái lời xin lỗi chân thành tới bạn Trần Minh Trí ở Vĩnh Thạnh, Cần Thơ. Thì mình đã sử dụng cái tư liệu ảnh mà vô tình không biết là tác quyền của bạn. Thì hôm nay cũng rất là vui mừng khi mà được bạn Trí chấp nhận và cho sử dụng những cái hình ảnh đó. Thì cũng gửi lời cảm ơn chân thành tới bạn Trần Minh Trí ở Vĩnh Thạnh, Cần Thơ. Thì cũng nhờ bạn thì thông qua những cái video thì mình tiếp tục sẽ thực hiện những cái video về giới thiệu quê hương, hình ảnh quê hương cũng như là những cái làm cầu nối để cho các mạnh thường quân và nhà hảo tâm để giúp đỡ những cái hoàn cảnh khó khăn đó các bạn. Kính thưa quý vị và các bạn, thì
cái thời lượng cũng có hạn, thì mình xin kết thúc cái video clip tâm tình của mình với các cái bạn xem kênh của mình, các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm. Thì mình xin gửi cái lời cảm ơn chân tình đến các cái mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, các cái bạn xem, các cô, các chú, các bác ở nước ngoài, ở hải ngoại, cũng như là các cái bạn bè ở gần xa, ở trong nước đã ủng hộ cái kênh An Giang ngày nay trong suốt thời gian qua. Thì mình cũng gửi cái lời cảm ơn rất là chân tình tới bạn Trần Minh Chí ở Vĩnh Thạnh, Cần Thơ, đã đồng ý cho mình sử dụng những cái tư liệu ảnh rất là quý của bạn cho cái việc mà thực hiện những cái video clip của mình, trong cái việc mà làm giới thiệu những cái hình ảnh quê hương cũng như là những cái video từ thiện đó các bạn. Thì xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở một cái video clip sau tâm tình nhiều hơn, và cũng xin chúc cho tất cả các quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe và thành đạt. Xin thân ái kính chào.